Âu Việt và Thu Trang xin kính chào quý vị khán giả đã đến với TV Shopping, chương trình mua sắm trên truyền hình mới nhất của kênh VTC6, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, hiện nay tình trạng cháy nổ xảy ra đối với khí hóa lỏng có xu hướng gia tăng. Một trong những nguyên nhân gây cháy nổ ga thường gặp nhất là khi sử dụng không kiểm tra bếp, dây dẫn ga bị nứt hay là bị chuột cắn, làm rò rỉ ga, gặp nguồn lửa gây cháy. Và trên thực tế thì đã có rất nhiều vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người lẫn tài sản liên quan đến xì ga, quý vị ạ. Vâng, chị Trang ạ, không nói đâu xa, ngay chính nhà tôi thôi cũng xảy ra tình trạng bị xì ga do dây dẫn bị chuột cắn, nhưng mà rất may là phát hiện kịp thời nên không xảy ra hậu quả gì quá nghiêm trọng cả. Và quý vị thân mến, qua sự việc này thì tôi nghĩ rằng không chỉ gia đình tôi đâu mà còn có rất nhiều người quan tâm đến việc lựa chọn dây dẫn ga như thế nào để phòng chống cháy nổ ga hiệu quả nhất. Dạ vâng, chính vì vậy mà trong chương trình TV Shopping của ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị sản phẩm dây dẫn ga vỏ bọc inox Kosudo, sản phẩm được công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu chất lượng vàng nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc. Sản phẩm đã được kiểm tra áp lực an toàn ở trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3. Thưa quý vị, dây dẫn ga vỏ bọc inox Kosudo là phụ kiện cần thiết đối với các hệ thống bếp ga. Với đặc tính inox có độ bền cao, đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông khí ga từ van sang bếp ga, không sợ rò rỉ khí ga, vỏ dây dẫn ga inox kết hợp với cổ dê giúp cố định chặt hai đầu dây tránh rơi hay là bung trong quá trình sử dụng, từ đó giảm nguy cơ cháy nổ, đảm bảo an toàn cho hệ thống bếp ga. Vâng, dây dẫn ga vỏ bọc inox Kosudo có độ rắn chắc, đàn hồi cao, nhờ vậy người dùng có thể tránh được những tác động bên ngoài so với các dây dẫn ga thông thường như là không bị gập, chống mài mòn với kim loại và đặc biệt là chống chuột cắn rất hiệu quả. Bên trong vỏ bọc inox thì được thiết kế ống lồng bằng nhựa PVC, không bị lão hóa khi tiếp xúc với khí ga. Quý vị thân mến, dây dẫn ga vỏ bọc inox Kosudo đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001:2015, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Công ty chất lượng vàng có chính sách bảo hành vô thời hạn. Vì vậy, nếu trong thời gian sử dụng dây dẫn ga xảy ra tình trạng hư hỏng hoặc là bị ăn mòn, chuột gặm thì khách hàng sẽ được đổi sang sản phẩm mới mà không mất thêm chi phí nào, quý vị nhé. Một chính sách ưu đãi vô cùng lớn mà ít có đơn vị nào trên thị trường làm được ạ. Vâng, rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, hiện nay sản phẩm đang được phân phối tại các đại lý trên toàn quốc, nên là quý khách hàng có thể dễ dàng tìm mua và sử dụng. Dây dẫn ga Kosudo không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như là Campuchia, Malaysia, Lào, vân vân. Và quý vị biết không ạ, trên thị trường hiện nay có rất nhiều chủng loại dây dẫn ga với nhiều thương hiệu khác nhau. Để đảm bảo an toàn và mua đúng sản phẩm Kosudo, quý vị hãy liên hệ ngay đến hotline +84 937 885 677 hoặc đặt hàng qua website chất lượngvang.com.vn. Dây dẫn ga thật sẽ có chữ Kosudo được khắc nổi trên hai đầu dây ga, quý vị hãy lưu ý để chọn đúng sản phẩm nhé. Vâng, và hy vọng sản phẩm dây dẫn ga vỏ bọc inox Kosudo sẽ giúp cho các gia đình luôn an toàn và có những bữa cơm ngon. Đến đây thì chương trình xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.